Rồi chào mọi người nha. Đây thì hồi tối giờ nè, Hí với chú Năm nữa là đi bắt mấy con cóc về rồi á, xong rồi bây giờ phải đợi cao thủ về làm nữa. Chứ thật ra là mấy chú cháu không có biết gọi làm. Đây. Ớt được để nó đây làm được gì ta? Tối giờ làm ớt làm nhái đó mà không dám gọi làm ở con này. Lộn mới nó ngán. Rồi đây bây giờ là ông ngoại của Suri nè. Chuẩn bị làm mấy cái con cóc đây. Trời thấy nó ghê rồi. Đấy. Cái con này thì ví dụ như là ở Nhật Bản thì con này nó có độc nha. Ở Nhật Bản thì người ta ví như là cá nóc vậy đó. Còn ở Việt Nam mình thì là con cóc đây. Rồi con mập thù lù á. Cắt cái đít cho thiệt không. Trời ơi con này méo cũng dữ chứ. Méo gì? Còn nhái thấy méo rồi hết. Con này méo ghê quá. Này là con đang lên con lấy cái hình con che lại. Méo nhiều quá. Dạ. Nó nhiều đạm lắm. Ủa không làm cái ruột luôn nè ông bà. Làm gì? Là hết rồi thúc làm luôn nha. Dạ dạ. Rồi, đây nha mọi người, nè con cóc này. Đâu vậy làm đâu từng cái đâu bắt búa ruột đây anh em búa ruột đây nè khí ra vậy đâu khí là bây giờ là vô xuống cái sợ dập mặt anh đâu dập lấy nó mặt lúc cái ruột lấy cái ruột ra là còn gió tụt chín cho mai hàng chỉ rồi nên theo đấy rút ra đó bình lần nó có hai cọng chi đấy thì rút hai cọng chi đấy đó được rồi đấy đầu xem giải rộng gì đâu anh xem kép đấy một cái ruột đó không rút không đấy mở mình ruột gì mở cái cua gà chứ đâu nhưng mà thấy cái muỗng nó quá tôi cho mình làm cho tí nhỏ mình tỉ cho lũ ăn hết mắc mơ đâu ăn hết mẹ mình nhỏ là bèm nó khó vậy nó gần nó gây nó gần nó gây gần không lưng này nè mình khỏi bèm nữa bèm khỏi dài thôi chứ còn mình lớn không chứ lột 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 bữa lũ nó lột gì mà khó nó lột nó tẹt gà nhanh như quá mà lấy cái bịch đồng để chút cái bỏ bơi đó cái bỏ rồi lũ rồi chút kim đó giờ là xem rồi xem đấy anh nói anh rầu y chang con làm ớt được là nói rồi không có tiếc cái này mình không thôi sợ đầu như vậy cách thế là cứ ơn mình cứ hình cư sổ nó cứ dặn lên mặt ấy cắt cái đầu trước bắt lên đục xuống thôi bữa đó nó lũ lạc nữa này đấy em gạo ngăn ổn bác gạo bữa nào mà thôi vậy cứ vậy làm nó nấu cháo không được không cho được cháo đi nữa cài nó đi đi ra ruộng không nhưng nó cứ quăng quăng mấy cái đâm điện là nó nhìn táo táo này gì cái bụng nó khăm bụng ghê quá anh nép vậy đặt cứng không thằng cách cái bụng nó thứ không khổ nó như tự khổ tự gì khổ gì khổ
nó làm giải thịt đầu lép. Lép nào cứ bèm đấy. Bèm nó nhỏ mày mày sao anh trúng xương sao? Còn không mà mình ướp trào mình để mình bó nguyên con. Nó cho nên chừng chí thì nấu. Không phải mà cố. Cướp à. Cái con nó cái hầu chưa cái âm cái bụng nó to mà không có ai nghỉ bố hết á. Thay bác sĩ thì nó cho kiểu bình dễ đem lá trong các vậy. Mà nó ôi trái. Nó đem nó lói, nó đem nó xói hết. Nó thiêng, nó thấy khô ấy. Mà nó đem về quê ấy. Ở quỷ quỷ quỷ. Trời ơi, mình nói là não không em. Cái thằng như thằng hôn nó thằng chú ở thằng chỗ một năm thằng hoàng là nó về được tháng 10 là nó cứ nói bao bao không thôi làm rồi thôi làm nó gốm mình nhớ cũng gốm mày đây là không biết có làm gì chứ còn anh ai cũng anh được con ạ nó ngon lắm ngon lắm nó không có tành không tành thì không có tành nó không có tành đây ngon nên không có tành ớt ớt tành cho nó không có tành cái này còn gia vị nó ngon nó nấu rượu rèm ngon đấy. Trời cái đó mú rồi đó. Cái ruột á cho mú vậy. Kìa quá sợ. Là mưa nữa bếp nữa làm mày đi rất làm đâu bếp. Có thằng nói vậy. Ông coi là bên trước làm. Chị bà ấy hầu chị cái ố chứ nồi vậy. Thế chơi vậy? Xúc chay thuốc. Chị ba chị kêu bà hầu ố chứ nồi cứ đi đang thống đầu ấy. Cái là đau. Biết thứ ăn vậy cái là khuya vừa ở cái chả mới rồi sấm rồi ở cái bánh nhái nó kép về làm thịt ơi nó không biết là ăn cái nó không dám làm nó làm nó sợ giặt cái mặt là nó kêu ăn chết ăn đồ vậy ở dưới là chưa một ai rồi đây nha mọi người thành phẩm của hai chú cháu nãy giờ nè đây một rô thịt cắp luôn nha. Đấy, cái chiến lợi phẩm này thì để dành nấu cho Suri ăn nha. Nấu cho đa số thì sẽ để những cái phần ngon như thế này nè. Nấu cho mấy đứa nhỏ để ăn cho nó mêu lớn. Còn mấy chú cháu thì bữa sau thì sẽ bắt cái phần sau nha. Rồi chào mọi người nha. Đấy, đây style mà đi ban đêm để mà bắt cóc đây. Bắt con cóc nha. Đó, chắc chơi không? Mũ chắc chơi chưa? Quá đỉnh. Đó. Rồi bây giờ là phải mặc áo giáp vô nha, mặc áo mưa vô. Đây. Thằng nói nữa, bộ cái quần đâu? Cái quần đâu thôi. Đó. Mà cả mưa kỹ lưỡng rồi, bây giờ thì sẽ đi nha. Đấy, trời bây giờ mưa to lắm rồi. Đấy, trời tôi thui luôn. Không thấy gì hết. Đó. Style đi bắt con ói nè, con cắp nè, con nhái nè. Đấy, phùn cầy. Đây. Đó, buổi tối nè. Đây. Đó, thấy chưa? Nó sẽ đi đĩa nha. Nó đứng nó diễn cho chụp nó xem. Nó chụp vào chụp. Ba nó cũng đi đừng nói vậy. Ngay bà cầm binh luôn rồi, cầm binh luôn trước luôn. Đó, bác đây. Một binh là sao anh kịp? Anh kịp. Hai con này. Ừ, một, hai, ba. Dinh. Trò con mắt sáng tưng. Không thấy. Chụp. Chụp to vừa nghe á. Chụp. Đấy. Sáng tưng.
Có to luôn rồi luôn. Có đây thì ngay. Xuống hậu. Mấy cái chàm luôn. Anh lớn rồi. Rồi, chăn bọc chân. Đây là con cóc nè. Ê. Ui là trời. Cái ông mưa. Chó bự. Đang tính lấy clip tối nay để kiếm chứ có hôm qua. Mất nữa. Con nó chiến. Bỏ rồi. Mệt quá, mệt chiến đợi phẩm này. Bây giờ. Con cũng mất rồi, thôi kì. Thôi kì mà. Thôi một. Ước cái mấy nữa. Ui. Quá nhiều. Rồi, rồi. Chiến đợi phẩm táo vừa vô mấy anh em nữa nè. Đó, mấy anh em đi chung em. Để kéo. Còn một bạch nhái nữa. Một bạch nhái. Không cho bây. Rào cáp đâu. Cho bây à. Đây là một bạch cáp đây. Một phần lột, một phần chạch những cái chân nào cho xem. Ui, tích. Còi tay làm thôi. Để mà đây, nãy giờ thị tâm xong tụi nó rồi bây giờ này. Nó bên nào anh nói là đùi trắng nọn nà đây. Chút nữa các anh ơi rau quá. Coi căng chọc. Phải phải chạy nước miếng, chạy nước miếng. Xả nước rồi, xả nước rồi. Chưa khóc, chưa bè, chưa đây, chưa đây, chưa đây. Chưa, chưa. Rồi, chưa được mắm. Dạ, đây, thị tâm xem tụi nó đi. Đấy, đó là những con nhái nha. Rồi, bây giờ Tiến Hành sẽ làm món là nhái chiên nước mắm nha mọi người. Tắt điện ở đây. Tắt điện, tắt điện. Đây là tắt điện kia kìa. Ừ, thằng ngủ đi. Còn bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ hiện tại này. Hiện tại thì bây giờ là 10 giờ tối rồi. Cho nên là mấy anh em ăn khỉ. Ăn gì? Nó nói khỉ. 8 giờ để đi post xong rồi bây giờ là ăn nó nói khỉ thôi. Có được mắm rồi đó, ngay đó nha. Cái gì vậy? À, cái gì vậy? 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 Quá thế quá rồi vậy. Đấy, phải phải chạy được miếng, chạy được miếng. Nó từ nó ngay quá. Nó vô. Ui là cầm cái thế của nó. Cầm mà dính chân nó nè.
nhanh ngay. Ây như cái thương cá luôn. Ủa cái đó làm gì vậy? Cái đó trốn mất. Cái đó ra bỏ luôn. Cái đó bỏ chảo chiên. Bỏ chảo chiên miếng này dùng vô đây. Cái giờ này bỏ. Rồi đó là cái bữa ăn mà 11 giờ đêm của má để ăn. Rồi nói chai nữa quá rồi nè. Rồi là ớt chiên, vịt nái chiên đúng không? Đó. Đúng rồi. Rồi chấm với cái nước chấm thần thánh. Ghê vụ nào. Ngon lắm, bánh tráng rồi. Ăn ngay chỗ Nam. Ngon lắm. Chấm thử rồi. Mình không làm nhưng mà mình phải chọn con to. Ngon. 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 Mời mọi người nha. Thơm vị chua của chanh. Chua. Tao mời ổng rồi nè. Chua giọt. Vô, thịt nái nó vô. Ây da. Chương nó vô ngon. Và nước chấm đây còn thú vị nè. Chiên là với chiên nè. Rớt rớt cái đuôi. Ui cái đèn. Làm gì đâu. Chết độ. Đây, đây. Chàng dùng gì là sĩ thôi hả. Ủa chưa chú Nam từ từ. Coi gì đã bự dữ vậy. Quá lạ. Mày nó lừa con nào thịt thịt đúng ghê. Để lừa con nào thịt thịt đúng gọi. Chú lớn đi. Con nào lớn chú chân dài không toàn siêu mẫu chân dài không đói, chân, mong mong không. Chân dài miếng rũ mà mong luôn. Chân dài quyến rũ mà mong. Chân dài quyến rũ mà mong. Đạt anh thiệt ngon. Đó. Rồi bây giờ thì cái bữa ăn lúc 11 giờ đêm thì nó cũng kết thúc rồi mọi người. Thì có gì hứa hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha. Rồi bye bye.